Chế độ ăn cải thiện tình trạng suy giảm ham muốn tình dục hậu Covid-19. Sau khi mắc Covid-19, một số người cảm thấy ham muốn tình dục cũng như chất lượng tình dục không còn được như trước. Một số món ăn dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng của đời sống tình dục về lâu dài. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, các tình trạng sức khỏe tinh thần ở cả nam giới và phụ nữ như căng thẳng, lo lắng hoặc trầm cảm có thể dẫn tới rối loạn chức năng tình dục. Sự lo lắng căng thẳng khi bị mắc Covid-19 cũng gây ra giảm ham muốn tình dục ở một số người. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể mang lại nhiều lợi ích như kích thích tăng lưu lượng máu, tăng cường năng lượng và sức bền trong hoạt động tình dục, cải thiện tâm trạng và thúc đẩy ham muốn tình dục. Một số món ăn dưới đây nên được thêm vào chế độ ăn hàng ngày của bạn để giúp bạn lấy lại phong độ trong chuyện ấy. 1. Hầu Hầu chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Hầu là một trong những thực phẩm chứa nhiều kẽm nhất trong tự nhiên. Kẽm đã được chứng minh là có liên quan đến tăng chất lượng và số lượng tinh trùng kẽm là chất ảnh hưởng đến quá trình tạo tinh dịch và nội tiết tố sinh dục do đó giúp tăng ham muốn tình dục. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng mà chỉ nên bổ sung hầu khoảng 1 đến 2 lần mỗi tháng và nên kết hợp đa dạng các loại thực phẩm. 2. Sô cô la đen. Sô cô la đen với liều lượng cao chất chống oxy hóa có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, nhưng nó cũng có thể giúp tăng ham muốn tình dục. Các flavanol có trong sô cô la giúp tăng cường lưu lượng máu tới dương vật, do đó làm tăng ham muốn thích hợp. Đối với nam giới, sô so cô la có thể giúp cải thiện chứng rối loạn cương dương. Lưu ý, bạn nên lựa chọn loại sô so cô la đen với hàm lượng ca nguyên chất từ 60% trở lên. 3. Bông cải xanh. Bông cải xanh chứa nhiều kẽm, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nội tiết tố testosterone một cách tự nhiên. Điều này góp phần làm tăng khả năng cương dương và cải thiện chức năng sinh lý. Bông cải xanh giàu canxi, vitamin C và dưỡng chất cần thiết khác giúp thúc đẩy quá trình sản sinh hormone nội tiết tố kích thích tế bào lê đích ở tinh hoàn để cải thiện chất lượng tinh trùng. 4. Quả hạch Hạnh nhân, hạt điều và đậu phộng đều chứa nhiều magie, có thể giúp tăng cường năng lượng và tuần hoàn. Hạt bí ngô rất giàu magie, kali và kẽm, vì vậy chúng rất tốt để cải thiện lưu lượng máu. Một số nghiên cứu cho biết, các chất này cũng có thể làm tăng mức testosterone trong cơ thể. 5. Cà phê Không có gì phải bàn cãi khi chất cà phê in có thể giúp bạn cảm thấy hưng phấn hơn trong phòng ngủ. Tuy nhiên, Quá nhiều caffeine có thể khiến bạn bồn chồn và cản trở hoạt động tình dục. Nó cũng làm mất nước, có thể dẫn đến mệt mỏi, khô da và các vấn đề khác. Vì vậy, bạn chỉ nên uống từ 1 đến 3 cốc cà phê mỗi ngày. 6. Dưa hấu. Dưa hấu là một loại nước giải khát mùa hè có khả năng cung cấp nước một cách tự nhiên, điều này làm cho nó trở thành một loại trái cây có thể giúp tăng cường ham muốn tình dục. Dưa hấu là một nguồn kali tốt, nó cũng có thể giúp lưu thông máu hiệu quả. Trong dưa hấu có chứa citrulline một hợp chất giúp các mạch máu thư giãn và cải thiện lưu lượng máu, tạo điều kiện cho máu đến dương vật nhiều hơn. Ngoài ra, trong dưa hấu cũng chứa loại chất có tác dụng tương tự Viagra. 7. Giảm ham muốn hãy thử ăn bơ. Chứa đầy chất béo không bão hòa và vitamin E, bơ giúp cung cấp các loại dầu lành mạnh mà bạn cần để giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru. Nếu bạn không nạp đủ chất béo, thì da của bạn sẽ khô hơn, tóc và móng tay dễ gãy hơn và các bộ phận khác cũng khô hơn những dưỡng chất trong bơ còn mang lại khả năng tăng ham muốn tình dục, cải thiện chất lượng sinh hoạt chăn gối của các cặp đôi. Có được điều này là nhờ lượng vitamin E, kali và axit oleic dồi dào trong quả bơ giúp cải thiện huyết áp, co cơ và lưu thông máu. Từ đó, các quý ông giữ được độ cương cứng, kéo dài cuộc yêu. Thực phẩm cần hạn chế khi bị giảm ham muốn. Đồ ăn quá mặn hoặc quá ngọt, các món ăn chứa nhiều đường và muối có thể gây suy thận, mất cân bằng nội tiết tố, ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề sinh lý như Giảm ham muốn tình dục, cảm thấy mệt mỏi khi quan hệ tình dục, rối loạn cương dương, các chất kích thích, rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích là tác nhân gây suy yếu, ảnh hưởng đến khả năng cương dương và suy giảm ham muốn tình dục ở cả nam và nữ giới. Đồ ăn chiên rán nhiều chất béo xấu, nội tạng động vật, nếu dùng thường xuyên những món này có thể gây rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, đặc biệt gây sụt giảm testosterone, nam giới sẽ giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý.